mùa hè năm trước 1939, quan cảnh tại tổ đình thánh địa Hòa Bảo, người ta tới lui đông đảo để nhờ thầy trị bệnh hoặc nghe giảng đạo quy y. Hay mùa hè năm nay, năm 1940, cảnh ấy lại tái diễn tại nhà Hương Bộ Võ Hậu Thành là Nhân Nghĩa Cần Thơ. Nguyên do là người Pháp ra lệnh không cho đức thầy truyền đạo trong tỉnh nhà, buộc ngài phải lưu trú tới đây. Nhưng ở nơi này, ngài vẫn tiếp tục khai quán nhân sanh, cũng bằng các phương tiện ấy. Hôm nọ, có ông Hương Hoàng Diệp ở xã Hòa Hảo và ông Úc Trác ở Mỹ Hội Đông đến viếng đức thầy. Sau khi tỏ lời thăm hỏi và được ngài thuyết giảng đạo đức, hai ông liền trình hỏi thêm một việc: bạch thầy, hiện giờ trên Đông Xuyên có ông đạo mới ra đời trị bệnh cũng gần giống như thầy, người ta tới lui rất đông, nhưng chẳng biết ông ấy tà hay chánh, nhờ thầy phân giải dùm để anh em tín đồ khỏi bị lầm lạc. Đức thầy không trả lời ngay ông đạo đó chánh hay tà, mà ngài vừa nói vừa cầm viết viết ra mấy dòng chữ như sau: từ đây sắp tới, bất luận là ai ra đời độ thế, nếu còn ăn tiền bạc là tà, còn dùng màu sắc là tà, còn lên xuống xưng hô thần thánh là tà, còn bỏ tóc xả để đầu đâm là tà, thuộc theo lời ông Úc Trác. Phụ bạc: xưa nay hễ có Phật ra đời khai quán nhân sanh thì luôn luôn có tà ma theo dõi để phá rối người tu Phật. Phật ma mới ra dở tù. Hay nói cách khác, thời nào mà tà ma ngoại đạo lộng hành gạt người mê tín và nhiễu hại lê dân, thì Phật tiên cũng lâm phàm khai thông chánh đạo, dẹp tan tà thuyết để giác tỉnh chúng sanh trở về con đường chánh tín. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo căng du, người tâm ý tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời, ai giữ đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Hoặc là: thời kỳ này nhiều quỷ cùng mang, trời mưa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh nơi bệnh khổ quá chừng. Trong số quỷ ma hay tả đạo theo pháp Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, cũng như thời Đức Thích Ca có luật sư ngoại đạo và ma ba tuần theo chống bán phá hoại đạo Phật, nên khi Phật giáo Hòa Hảo gặp pháp nạn, liền có nhiều người ra đời cũng thuyết đạo, cũng trị bệnh ná như Đức thầy, làm cho người tu phân vân không biết đâu tà đâu chánh. Do đó ông Diệp và ông Trác mới đến Nhân Nghĩa hỏi Đức thầy: có ông đạo trên Đông Xuyên vừa mới ra đời trị bệnh cũng gần giống như ngài, nhưng không biết ông ấy tà hay chánh. Sở dĩ ngài không phân biệt ngay ông đạo đó mà nói chung tất cả, vì ngài chẳng phải chỉ có một người mà còn nhiều người, nhiều nơi khác nữa, nên ngài chỉ cho toàn thể một kiến thức căn bản để nhận ra đâu tà đâu chánh, và ai có tin nghe theo ngài cũng phải là chánh tín, chớ đừng tu mê tín. Điểm thứ nhất, ngài nói còn ăn tiền bạc là tà. Nếu nhìn về hình thức bên ngoài của hai ông đạo tà và chánh đều giống nhau khó phân biệt, nhưng bên trong của phái tà thì là tiền bạc, còn phía chánh thì thật tâm độ đời bất vụ lợi. Cũng như hai ông quan, hình thức và chức vụ là việc giống nhau, nhưng một ông ăn hối lộ còn một ông là không, rất dễ hiểu ở chỗ đó. Để sáng tỏ hơn, ta thử đọc lại đoạn giảng của Đức Thầy: bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho
Điểm thứ hai, còn dùng màu sắc là tà. Màu sắc ở đây phân ra ba loại. A, loại có màu xanh, đỏ, trắng, vàng, chỉ cho hạng đồng bóng lên sát cô năm, cô mười. Họ thích mặt hàng là nắm nhiều màu sặc sỡ, nên khi tác làm bệnh thì đổ khăn màu dài năm thước. Một người tin theo phải cung ứng các thứ đó cho họ. B, loại có hình tướng, đối với vô tướng, vô vi, đây chỉ cho các ông đồng theo hình tướng hữu vi, tức là giải sắc tướng thinh âm, như các thầy những bông bông chuyên làm đám tụng đục kinh mướn, không đục chân lý của đạo Phật. Kinh xưa đã bảo sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo, chớ truyền cụ thất đạo na hành. C, loại sắc đẹp của người nam hoặc nữ, đây chỉ cho các ông đạo còn lợi dụng hoặc đam mê nữ sắc. Tóm lại, nếu thấy nhà tu nào còn ô nhiễm các loại màu sắc như trên đều là không chân chánh. Điểm thứ ba, còn lên xuống hay xưng hô thần thánh là tà. Đây chỉ cho hạng thượng sát cởi độc, người lên sát tướng các cô độc bà bóng thầy phù thủy, làm bệnh bằng cách có vô sát ra sát, coi bói soi căn cầu hồ đoán số, hoặc dùng bùa chú trù ếm và sát sanh của cung tế quỷ thần. Đức Đức Thầy từng bảo: bằng môn tài phép nào tương, kêu trời dặm đất cùng thời già rân. Nó chẳng thấy liệu toan, theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép mà nhiều môn, bùa mây đúng lúa mây hồn chúng sanh thành là binh sai đầu cùng rằng. Nếu tin thời mà dương gian làm quyền nói càng, cùng xó cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dùng trong nhiều câu, sai đồng khi quỷ nói lâu nực cười. Đừng hỏi làm mà chi, nghịch ngàn kiểu múa có khi hại mình. Điểm thứ tư, còn bỏ tóc xả để đầu đánh là tà. Tức chỉ thầy tu hay làm ra vẻ đạo mạo khác thường để lừa dối bá tánh. Họ lo trang điểm những tướng mạo bên ngoài, như bỏ tóc xả dài không bớ, hoặc không chải dở lâu ngày, tóc đánh lại giống hình cái mạo. Họ thường tự xưng là đã tu luyện lâu năm, từ non này đến nọ, vừa xuống núi để cứu thế độ dân, khiến bá tánh tưởng lầm các ông đạo này khổ hạnh cao, công phu luyện đạo không ai bằng, liền chạy theo sân độ. Chẳng ngờ trong thâm tâm của các ông ấy vẫn còn ô nhiễm danh lợi tình như hà thế tục. Hạng người này phần nhiều là tu sai lệch đạo tiên, vọng tưởng quá độ mà ra, cũng là một trong lục sư ngoại đạo từ trước còn lại. Để cho mọi người khỏi bị lầm lạc theo tà sư ngoại đạo, Đức Thầy dặn dò cặn kẽ: cho được tránh những điều ấy, trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng, ta sẽ hành theo đạo ấy thầy ấy. Chẳng được như vậy, dù mình có theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh cũng chẳng có chi cho mình cả.
Tóm lại, qua bốn điểm Đức Thầy dạy ông Diệp và ông Trác trên đây là một quy định tất yếu cho tín đồ sau này để lọc ngừa tà chánh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 28, tùy bệnh cho thuốc. Khoảng cuối năm Kỷ Mão 1939, anh chị em đồng đạo thường tới lui tổ đình thánh địa Hoàng Hảo để nghe Đức Thầy thuyết pháp và chép kinh giảng. Trong số đó có ông Đặng Thành Tượng, người ở xã Kiến An, Chợ Mới. Sáng hôm nọ, ông Tượng thấy có một đồng đạo ở xa đến viếng Đức Thầy. Bắt đầu câu chuyện, Đức Thầy hỏi thăm về tình hình địa phương và giảng giải một ít lời đạo lý. Sau hết, Ngài khuyên đồng đạo ấy: ông muốn tu hành phải bớt làm ăn lại một chút chứ, công việc đa đoan quá làm sao tu được. Trưa lại cũng có người khác đến viếng, vừa giáp mặt chào hỏi thấy Đức Thầy vỗ vai ấy bảo: ông muốn tu hành phải lo làm ăn chứ, nếu không làm ăn lấy gì bảo vệ đời sống và đâu có dư tiền để bố thí giúp đỡ. Thấy trong một ngày mà Đức Thầy dạy hai đồng đạo với hai lời nói khác nhau, ông tự suy nghĩ chắc cũng có cớ gì đây. Ông liền lại gần hai đồng đạo ấy để gợi chuyện hỏi thăm từng người, thì đồng đạo được Đức Thầy khuyên bớt là lặng lại một chút cho biết: ở nhà tôi lo làm ruộng rẫy không có giờ nghỉ, có khi làm thăm tới ban đêm bỏ cả giờ lễ bái. Vì tôi nghĩ mình lo làm ăn cho có tiền thật nhiều rồi sẽ ở không ăn mà tu, nay được lệnh Đức Thầy kêu mới bỏ công việc mà đi đây. Còn người được Đức Thầy khuyên muốn tu hành cần phải lo làm ăn thì nói: từ ngày tôi được xem kinh giảng và quy y với Đức Thầy, tôi liền bán cả bò ruộng chỉ ở không mà tu. Vì tôi nghĩ đời sắp tới một bên, ở đó lo làm ăn hoài chứ sao kịp, và nếu còn lo làm ăn còn bận rộn tâm trí mãi làm sao an tâm mà tu được. Nghe đồng đạo kể rõ hoàn cảnh của mỗi người, ông tự mới hiểu rõ Đức Thầy tùy theo cơ duyên của mỗi tín đồ mà giáo hóa, thuộc theo lời ông Đặng Thành Tự. Phụ bạch: xưa nay về việc mưu cầu cho sự sống, trong giới tu hành có nhiều quan niệm khác nhau. Như do rằng tu thì phải buông bỏ hết công việc làm ăn, vì hễ làm ăn là còn bận rộn trí lực và còn gây nên nghiệp tội, không thể tu giải thoát được. Cũng có người nghĩ là những giờ mình chưa lo tu được cần phải bỏ ra thời gian nỗ lực làm ăn cho có tiền của dư giả rồi sẽ lo tu mới được, vì có quan niệm rằng hễ tu thì phải có lòng vị tha giúp đời, nên cần phải làm ăn cho có tiền của để vừa cung ứng cho đời sống gia đình khỏi bị thiếu hụt và có phương tiện trợ tế xã hội thì tâm trí mới an nhiên mà hành đạo. Câu chuyện của hai đồng đạo nói trên cho chúng ta thấy rằng tuy cùng theo một đạo, học một thầy, nhưng những quan niệm về đời sống không đồng nhất, là vì chưa nhận rõ tôn chỉ của nền đạo mà mình đã theo. Đức Thầy thấu suốt tâm niệm và hoàn cảnh của mỗi tín đồ, nên khi gặp hai đồng đạo ấy, Ngài tùy nghi mà chỉ dạy, cũng như vị lương y tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vị đồng đạo thứ nhất nghĩ rằng cần lo làm ăn cho có tiền của thật nhiều rồi mới ở không ăn mà tu. Ý niệm này có nhiều là đà. Thứ nhất là nếu còn muốn có tiền của đầy đủ thì biết bao giờ mới đầy đủ, bởi nó không có con số cùng. Hễ có được số chục thì muốn có thêm số trăm rồi ngàn rồi muôn ức triệu vân vân, khó gì dừng lại được. Chính đó tạo cho con người có lòng tham. Biết sao đầy được tôi tham, không ăn không đấy càng làm không kiên. Thế thì đồng đạo này
có khi suốt kiếp cũng chưa tu được, vì phải lo lắng hoài. Nếu ông ấy chưa chịu biết đủ tri túc, cũng như câu chuyện của anh tài thượng xưa kia thời Đức Phật còn trụ thế, khi anh thấy Đức Phật và môn đồ đi qua cánh đồng, anh muốn buông cài để quy y với Phật. Nhưng anh nghĩ đợi cài rồi dập đất, ta sẽ quy y cũng chẳng muộn. Phật biết rõ tâm cơ của anh, ngài liền kêu các đệ tử bảo: các ngươi có thấy anh cài cũng kiến chăng? Đã trải qua 91 kiếp và gặp 7 vị Phật ra đời mà anh ấy vẫn còn cài cũng chưa tu được. Vì mỗi lần gặp Phật, anh cũng muốn tu, nhưng cũng nghĩ như thế. Cho đến kiếp này và hiện giờ trong tâm của anh cũng nghĩ như vậy. Được nghe lời Phật, anh cài cũng giật mình buông cài, chạy đến trước mặt Phật, quỳ xuống xin được quy y tu niệm. Đức thầy nay cũng hằng thức tỉnh tín đồ, lo giàu nghèo lo cũng chẳng sạch. Và câu: để sao đến vị tả tôi, rồi tu sao kiếm chiều mới cho thành. Cho nên để đối trị cái bệnh lầm của đồng đạo nói trên, Đức thầy khuyên ông bớt lo là ăn một chút, bớt là chớ chẳng phải không là, nghĩa là dạ phải biết tri túc thường là vừa tu vừa làm. Cái làm thứ hai là đồng đạo ấy chẳng chịu tu ngay, đời cùng tu gấp kịp thì, mà còn lần nữa không xét nghĩ số vô thường bất ngờ, chẳng ai đoán trước được. Tử thần gõ cửa không từ một ai, dù vua quan hay dân giả. Nó cũng không đợi tuổi già, từ lúc mới vào đời cho đến răng long long tóc bạc, hẳn nào cũng có người chết, không có một ai sinh trì quả được. Như câu chuyện của Trương Tổ Lương, một nhà sư khuyên Lương làm niệm Phật. Ông Lương hẹn lại khi làm xong ba việc: một, quan tài của ông thân còn hoàng ở nhà mồ chưa chôn; hai, đứa con trai chưa cưới vợ; ba, cô gái út chưa gả chồng. Chờ ba việc ấy xong, tôi sẽ dâng lời. Mấy tháng sau, ông Lương ngã bệnh nặng rồi chết. Nhà sư đến cầu siêu và điếu Lương một bài thơ: bạn tôi tên là Trương Tổ Lương, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa dẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Còn những dòng đạo thứ hai quan niệm rằng còn lo là ăn là tu không kịp, và còn bận rộn tâm trí không yên tâm. Cái lầm thứ nhất của đồng đạo này là thiên về thời cơ, không theo chân lý. Mà nếu chưa tu học giáo pháp để nắm vững chân lý thì đó thời cơ đâu trúng. Cũng như người chưa nghe giảng phương pháp làm toán đố thì đâu biết cách là. Hơn nữa Đức thầy từng dạy thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Theo đây, thiên cơ và đạo lý cần hiểu song song. Nhưng những thiên cơ thì để lòng cho những niềm tin, chứ không nên bàn rộng ra. Vì bàn rộng thì có tội, còn bàn trúng thì cũng có lỗi. Thứ nhì là tưởng đâu sự tu rất mau thành, chứ không ngờ phải tu suốt đời suốt kiếp, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc. Số tiền của ông dự trữ chắc gì đủ để chi dụng trọn đời. Hễ ngồi không mà ăn, chẳng chịu làm thêm thì dầu tiền của nhiều như núi cũng hết, tạ thật sơn băng. Bằng lo ký cỡ của tiền cho đủ xài chi, không biết giúp đỡ ai thì lấu tu ích kỷ, quá thấp kém chẳng đúng theo tôn chỉ Phật giáo hòa bảo. Cho nên điều răn cấm thứ nhì Đức thầy dạy: điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Thứ ba là đồng đạo ấy quan niệm còn lo làm ăn thì còn bận rộn trí lực, không yên tâm mà tu. Thế là càng làm xa hơn. Khi xưa tổ Bách Trượng
đã nêu một phương châm trong thiền viện của Ngài để các môn đồ hành theo. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, tức một ngày không ăn. Còn Đức Lục Tổ Huệ Năng thì giả gạo cho đồ chúng ăn suốt ngày mà dẫn kiến tánh thành Phật. Theo tôn chỉ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay thì Đức Thầy dạy tín đồ tu trong chỗ ăn, ở, nói làm, đi đứng, xử sự, miễn là sao giữ cho tư tưởng, hành động và ngôn ngữ thuần chánh là được. Sớm tối đi nằm y chánh pháp và nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Ông Ba Thới cũng bảo: chẳng phải ai cấm gì lo làm, lòng ở trời, lòng Phật, lòng phàm khác nhau. Do đó Đức Thầy mới khuyên đồng đạo thứ hai, ông muốn tu hành phải lo làm ăn chứ. Tóm lại, theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là dạy người tu phải đi đúng con đường trung đạo. Bồn chồn cũng không được, trù trừ lần nữa cũng chẳng nên, làm việc nhiều quá không được, ở không chẳng làm gì hết cũng không xong, mà phải vừa làm vừa tu, nên sắp xếp công việc cho vừa chừng để có thì giờ công phu bái sám và học kinh giảng, mở mang trí tuệ, siêng năng làm ăn theo chánh nghiệp để không gây tội, nhiếp được nghi giới, và biết tiết kiệm để dư tiền của bố thí giúp đời, nhiếp thiện nghiệp giới. Ấy là phước huệ song tu và đủ phương tiện nhiếp quá chúng sanh lên đường giải thoát nhiều ít hữu tình giới. Đó là hạnh tu thừa của chư Bồ Tát Tam Tụ Giới. Trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, do Đức Phật thuyết giáo từ nghìn xưa, nay Đức Thầy nấu theo ý Thích Ca ngày trước mà khai quá nhân sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một kỳ 29 cùng một bữa ăn vào thời chống Pháp năm 1946, Đức Thầy đang lưu trú tại phía khu miền Đông. Bây giờ ông Lê Trường Sanh là đội trưởng tiểu đội tình báo thường ở sát theo Đức Thầy. Hôm nọ Đức Thầy đi hội suốt buổi chưa về, ở nhà tới bữa cơm chiều, anh em vừa đi cho Ngài phần cơm trong cái thao nhỏ và một con cô sạch rằng vị trí đóng quân cặp bờ kinh nhỏ, xuồng đậu sát mé. Tối lại anh chiến sĩ có trách nhiệm đi chiếc xuồng với Đức Thầy để thao cơm ấy xuống pha. Tuy ở trên đã có giặt sạp, nhưng anh còn kéo thêm tấm ván lót xuồng vừa dài vừa nặng, dằn một đầu lên tấm sạp vì sợ chuột ăn thao cơm. Còn anh thì lật nót ngủ đằng lái xuồng. Chiếc xuồng ấy đậu kiếm mũi vào bờ, số anh em khác ngủ hàng dọc theo bờ kinh, còn ông Sanh thì nằm gần xuồng của Đức Thầy. Đêm ấy trăng rất tỏ, lối 23 giờ Đức Thầy đi họp mới về. Chẳng biết anh chiến sĩ gác giờ đó lơ lửng hay ngủ gật, mà Đức Thầy về tới mũi xuồng anh vẫn không hay. Ông Sanh mới nằm mơ mà nghe hơi có tiếng người đi, bèn hé mí lóp nhìn ra, thấy Đức Thầy đã ngồi xuống mũi xuồng. Sự đã lỡ nên ông nằm nín thinh giả giờ không hay, song mắt ông luôn theo dõi từng cử động của Ngài. Ông Sanh thấy Đức Thầy ngồi lại mũi xuồng, hai tay nắm vào đầu tấm ván bưng để trên bờ, coi rất nhẹ nhàng như để cây dặm. Đón đầu Ngài dở và lấy thau cơm lên dục. Ngài dục cơm như thường lệ, nhưng chỉ ăn nửa con cô sạch mà thôi. Còn lại nửa con, Ngài gỡ xương sạch sẽ rồi đút xuống dĩa, đẩy cái chén lên, để cái thau xuống khoang xuồng, lót và sạch lại. Tay bưng tấm giá để lại như cũ. Đoạn Ngài rút nốt lên bờ ngủ. Mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng, đến đổ anh chiến sĩ ngủ đằng lái xuồng cũng không hay biết gì cả. Có lẽ ý Ngài sợ làm động mất giấc ngủ của anh em binh sĩ. Sáng lại Đức Thầy kêu ông Sanh nói: hồi hôm tôi cố ý làm cho anh gác không hay, chớ không phải anh ta ngủ quên đâu. Rồi Ngài tiếp tục đi hội nghị,
Ông Sanh liền tập trung hết anh em lại, kêu anh gác trong giờ đó mà cảnh cáo, rồi bảo mỗi anh em thử bưng tấm giá như động tác của đức thầy hồi hôm coi nổi không. Mỗi người đều thử sức nhưng không một ai bưng nổi, cho đến hai người hiệp lại cũng không sao cất lên, bởi tấm giá nhỏ dài 2 thước rưỡi, ngang 5 tấc, dày 5 phân. Một người cứ đứng ngang giữa cặp nách lên mới nổi, chớ ở một đầu thì không sức nào cất lên được. Đoạn rồi ông Sanh thật rõ việc hồi hôm đức thầy về dùng cơm cho anh em nghe, nhất là bữa ăn của ngài vừa kỹ lưỡng và vừa tiết kiệm, còn sức khỏe thế đó. Viết theo lời ông Lê Trường Sanh, phụ bạc. Thời nào những bậc đứng ra lãnh đạo mỗi quần chúng hẳn nhiên phải có đủ tài đức gương mẫu, người ta mới đặt niềm tin và thực hành theo. Câu chuyện kể trên qua đức độ và sức khỏe của đức thầy mà ông Lê Trường Sanh đã chứng kiến, chúng ta có thể rút ra bài học đáng kể. Nhất là từ vị trí hội nghị trở về, ngài không muốn làm mất giấc ngủ của anh em binh sĩ, nên mọi cử động rất nhẹ nhàng, đến đâu làm cho anh lính ngủ chung xuồng và anh lính gác trong giờ đó không hay phụ tử chi binh. Thứ hai, đức thầy biết rõ tới xuồng anh gác không hay mà ông Lê Trường Sanh còn thức, thì sáng lại anh lính gác thế nào cũng bị phạt nặng vì kỷ luật quân sự rất nghiêm khắc. Cho nên sáng ra trước khi họp, đức thầy kêu ông Sanh nói: đêm hôm tôi cố làm cho anh gác không hay, chứ không phải anh ta ngủ quên. Thật là chu đáo làm sao. Đức thầy vừa làm cho ông Sanh biết rằng hồi hôm ông còn thức mà giả vờ ngủ, và vừa làm cho anh gác chỉ bị cảnh cáo chớ không bị phạt nặng. Điểm thứ ba, sự ăn của đức thầy ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Đành chế độ trong bữa ăn mỗi người được ăn hết một con cô sạch, cấp chỉ huy cũng thế, nhưng ngài rất tiết kiệm, chỉ ăn với nửa con cô mà thôi, phần nửa con còn lại ngài cũng gỡ xương kỹ lưỡng. Tuy việc rất nhỏ nhưng tất cả đều là gương hạnh cho mọi người nói theo. Điểm thứ tư là về sức mạnh của đức thầy. Như trong câu chuyện vừa kể, ở đây thay vì bình luận, tôi sẽ kể thêm một chuyện khác do một chiến sĩ trong thời ấy thuật lại. Hôm nọ, trong vị trí đóng quân ở miền Đông, khoảng 5 giờ sáng, bộ đội chưa kịp cơm nước, bỗng có tin quân Pháp bao vây lực lượng bằng phi cơ và binh bộ. Chúng đông gấp 5 lần quân ta. Thế là liền trong giờ đó, quân ta phải rút ra khỏi vòng vây. Được lệnh, ai nấy đều cho ba lô và súng đạn lên vai khởi hành. Riêng đức thầy chỉ vác một bao gạo nặng khoảng 60 kg. Nhiều người ngạc nhiên tự hỏi, sao ngài không vác những gì quý giá hơn bao gạo nặng quá? Đoạn đường khá xa, đoàn quân phải vượt qua khoảng sình lầy, ai cũng bước từng bước nhảy đúng đúng góc lúa trời, nếu chạy trên một chút phải xa xuống lầy, lúc sâu tới há khó buồn lên được. Đoàn người phải vất vả lắm mới được ẩn trú trong cụm rừng trà. Bây giờ ai nấy vừa đói vừa mệt lạ, kẻ ngồi giữa lưng vào gốc trà, người thì nằm dài ra thở, còn đức thầy để bao gạo xuống xem vẻ rất tự nhiên, không mệt nhọc gì, gương mặt tươi cười và đi khắp vòng quân thăm hỏi sức khỏe các chiến sĩ. Đoạn ngày cho phân số gạo cho từng tiểu đội để nấu cháo đỡ lòng. Anh em binh sĩ vừa húp chén cháo nóng vừa tán hán. Nếu không có cái thấy biết chu đáo và sức khỏe của đức thầy thì tụi mình đều bị đói bụng ở đây, chớ ai mà tiếp tế kịp. Quân Pháp đồng bố tới 2 giờ mới rút, đoàn quân trở về vị trí an toàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 30, tu cách nào mới dẫn. Anh Quỳnh Nhân Dân, một giáo chức thời Pháp thuộc ở Tân Châu. Nguyên khởi, anh theo đủ thuyết cộng sản. Trên đường hoạt động chống Pháp, anh có tiếp xúc với một nhà sư, đạo hiệu là Phakia. Sư bảo, nếu ai chịu theo tôi sẽ dạy cho phương pháp nhập thất niệm Phật trong vòng 100 ngày. Tôi sẽ cho được thấy Phật.
Nghe nói tu mau thành, anh chấp nhận thi hành theo nhà sư và bắt đầu vào thất niệm Phật theo phương pháp của sư dạy. Hôm nọ gần đủ 100 ngày, anh chấp ra ngầu niệm Phật, lòng lo nghĩ mênh mang. Mình nhập thất gần đủ thời gian mà sao chưa gặp Phật? Bỗng nhiên anh thấy già trước mặt một hình Phật ngồi trên tòa xe, phút chốc tan mắt. Từ đó chẳng thấy thêm gì nữa. Còn nhà sư đã bỏ đi mấy hôm trước. Anh chấn chán nản, bèn trở về Tân Châu xin dạy học. Đến năm 1939, anh nghe người đồn ở xã Quảng Bảo có Phật ra đời. Lòng anh muốn tới đó một lần thử coi, nhưng vì bận việc dạy học đi liền được. Mãi tới lúc Đức Thầy lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Ngọc Thành ở Nhân Nghĩa Cần Thơ, anh mới chuẩn bị được cuộc đi. Hôm ấy anh chấn mặc âu phục có thắt cà vạt, đội nón, đeo kiếm và mang giày đầy đủ. Vào khoảng 11-12 giờ trưa, tại nhà ông Bộ Thành, ba gian cửa mở trống, người nhà đều ở phía sau, chỉ một mình Đức Thầy ngồi lại và cúi xuống viết. Anh chấn đến nơi thấy cảnh như vậy, để y và nó đi thẳng vào nhà, chân ánh mạnh xuống nền gạch, ý là Đức Thầy hay có khách đến. Điều nhiên anh liền hoài ra sân, lòng thầm trách người ta nói ông này là Phật, sao xem có vẻ khiêm nhường. Qua phút suy nghĩ, anh lại tự bắt lỗi, hay là tại mình vô phép nên người ta không tiếp cái gì. Nghĩ như thế, anh chấn liền lột nó gỡ ý và cổ dài để lại, rồi bước nhẹ trở vào. Bây giờ thầy mới đứng dậy nghiêm trang chào khách và nói: ông biết tôi là ai không? Anh chấn chưa biết phải trả lời, trong người bắt rung lên như bị rét. Thấy anh chấn không trả lời, Đức Thầy liền nói tiếp: Chúa Trùm Cộng Sản là tôi đây. Nói xong ngài ngồi xuống ghế, còn anh chấn vẫn đứng rung cả người và tay chân. Anh vừa cố kềm và vừa suy nghĩ, mình đã từng tiếp xúc với các hàng trí thức và cũng đã gặp nhiều nhà sư, chưa bao giờ biết khiếp sợ một ai. Sau hôm nay gặp ông này mới tiến mà mình rút rẩy cả người, kềm không đặt, thật là kỳ lạ. Chắc ông này không phải là Phật tầm thường. Nghĩ đến đó, anh thấy trong người bớt rung, liền mở miệng nói: Thưa ông Tư, trước kia tôi có gặp một nhà sư dạy cho các cách vào khóa niệm Phật trong vòng 100 ngày, sư sẽ hộ cho được thấy Phật. Chẳng biết tu như vậy là chánh hay không chánh? Thầy vui vẻ đáp: Mà ba tuần nó hiện ra cảnh như vậy, chớ Phật đâu đó mà chánh. Anh chấn hỏi thêm: Vậy phải tu là làm sao? Đức Thầy liền lấy bàn tay đặt trên ngực, vừa xoa tròn ba vòng vừa nói: Tu là sao? Hà phục được lòng tà quấy của mình mới chấp. Anh chấn nghe câu giải đáp của Đức Thầy, liền nhận được chân lý của sự tu. Lòng anh rất vui mừng khâm phục, nên xin giới với Thầy để được quy y họ giáo, thuật theo lời ông Cúc Trác. Phụ bạc, một đấng cứu thế bao giờ cũng thấy rõ tâm trạng của mỗi chúng sanh để tùy cơ cảm hóa. Còn người đời thường có tánh tự cao mà cũng dễ nghe. Anh chấn vốn là một con người thì bảo làm sao chẳng còn chứng tật ấy. Câu chuyện kể trên giúp chúng ta rút được những bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, anh chấn muốn thử Đức Thầy, nhưng ngài biết trước, sắp sẵn cảnh trí, chẳng cần nói một lời cũng đủ dẹp được lòng tự đắc và sự vô lễ của anh. Lại nữa, khi đối diện với Đức Thầy, anh chấn chạm phải tư cách đứng đắn, và lời nói của ngài làm cho khiếp phục và hướng về lẽ phải. Cộng thêm câu nói: Chúa Trùm Cộng Sản là tôi đây. Anh chấn lại càng khâm phục hơn nữa, vì ngài đã thấu suốt tâm can của anh. Ấy là ý ngài muốn cho anh biết rõ cái tâm cả vũ trụ vạn hữu, không có một vật nào dù nhỏ dù lớn, hữu hình hay vô hình, hoặc một vũ thuyết hay một tư tưởng nào mà ngài chẳng không đặt.
Chính Ngài là một nhà đại cách mạng về Phật giáo, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Nay Ngài có sứ mạng vừa giác tỉnh những người hữu căn lên bờ giải thoát, vừa đem lại sự tự do bình đẳng và hạnh phúc cho cả nhân loại bằng chủ nghĩa đại đồng của nhà Phật, đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Thứ hai, vốn sẵn mê tín nên gặp nhà sư khoe tài, anh chẳng vội vã tin theo, không kịp suy nghĩ khiến cho đường tu bị lỡ dở. Điều này thầy đã cảnh tỉnh. Khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng ta sẽ hành theo đạo thầy ấy. Chẳng được như vậy, dù mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh, cũng chẳng có chi cho mình cả. Và Ngài luôn nhắc nhở việc người tránh các tà thuyết. Các đạo tà hoặc là ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo dễ hồi ráng nghe. Dầu lòng ô nhiễm trần mê của mỗi chúng sanh đã tu tập từ lũy kiếp, nay hành giả muốn trở về thấy Phật cần phải nhất tâm niệm Phật và tiêu trừ các chướng nghiệp ấy. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Trái lại, anh chớ chỉ mới vào thất niệm Phật 100 ngày, thêm dụng tâm của anh muốn mau thành quả vọng đắc, thì làm sao tâm hồn giao cảm với Phật? Hơn nữa Phật trong tâm không tìm, anh chẳng lại nghe lời tà sư mong tìm Phật bên ngoài, thảo nào chẳng bị ma ba tuần lừa gạt. Điều này không riêng anh chẳng, mà số người tu hiện nay bị lầm không ít. Thế nên câu hỏi của anh, vậy phải tu làm sao mới chẳng? Đức thầy liền xoa tay vào ngực mà trả lời, tu làm sao hàng phục được lòng tà quấy của mình mới chẳng? Bởi Phật và chúng sanh chỉ có một tâm mà thôi. Hễ tâm còn ô nhiễm tà quấy là chúng sanh, bằng hết ô nhiễm tà quấy là Phật. Cũng như sóng và nước chỉ có một, hễ có gió là nổi sóng, còn hết gió thì sóng ta chỉ còn lại một chất nước trong phản bộ quần nguyên. Kinh xưa thường bảo phiền não là bồ đề, chúng sanh là Phật, cũng không ngoài ý trên. Đức nay không ngớt khuyên nhắc, chẳng nói nhắm dài Phật nọ tức tâm, và hãy bền lòng tầm Phật trong tâm hoặc giả. Nhàn thâm tìm kim, kim nơi tâm Phật cũ ngày xưa. Còn muốn niệm Phật cho kết quả thì Ngài cũng dạy. Còn phương pháp niệm Phật
là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, và cứ niệm Phật như thế cho đến tâm bất loạn, tức tâm được thanh tịnh và Phật tánh hiện bày, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Bởi tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Ngược lại, nếu ai niệm Phật mà lòng vẫn mong vọng đắc, cho được thấy Phật bên ngoài, tất bị lầm lạc, không bao giờ thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 31, hiểu lầm Phật dẫn. Một buổi sáng vào mùa đông năm Kỷ Mão 1939, sương lạnh còn phủ trùm cả đường đi cây cỏ. Ông Trác từ Mỹ Hội Đông đến Hòa Hảo thật sớm, với ý định thăm đức thầy và nghe thuyết pháp. Đến nơi lúc 7 giờ, ông thấy người ta ở các xã lân cận lần lượt đi tới khá đông. Kẻ nhờ bị bệnh và nghe giảng đạo, trên một tiếng đồng hồ ngài mới dừng lại. Bây giờ có một ông lão trạc độ 70 tuổi ngồi cách đức thầy không xa lắm, đang thì thầm tán thán. Ngài liền ngó nghe ông lão nói: bây giờ đâu có mấy, sau này sẽ có nhiều người xuất hiện, họ dùng tà thuyết còn linh giỏi hơn tôi nữa không ạ? Ông lão liền đứng lên chắp tay: thưa cậu tư, cậu nói vậy nữa sao chúng tôi không biết bị lầm ta, rồi làm sao cậu tư? Đức thầy á, nếu họ giả ra hình dáng giống thầy, quý ông không biết tưởng thiệt mà lầm, thì Phật và thầy có thể cứu độ được. Còn như thấy ai không giống xác thể và lời dạy của thầy thì đừng tin. Bằng đã biết ông thầy ấy không chân chánh mà vẫn tín ngưỡng, thì Phật và thầy không thể nào cứu độ được. Thuật theo lời ông Út Trác: phụ bạc, cái không biết và cái biết của người sơ tâm cầu đạo có cao thấp sâu cạn khác nhau. Chỉ có cái biết của các tánh hoàn toàn giác ngộ mới thông suốt đến chỗ vô cùng tận như nhau. Cho nên câu không biết tưởng thiệt mà lầm ở đây chỉ cho hạng người có tâm mà thiếu trí, nghĩa là họ rất có lòng nhiệt thành tâm đạo, nhưng thiếu sự suy xét chu đáo nên dễ bị lầm lạc theo tà sư. Đức Phật và đức thầy có thể cứu độ được là vì họ có sẵn học chống đạo. Mỗi khi mùa mưa pháp của Phật thầy ban đến thì họ lập tức quay về với ánh sáng chân lý. Cũng như các ông một kiền ly xá lợi phất vô não, trước kia các ông cũng theo ngoại đạo, nhưng khi được gặp Phật giác tỉnh thì các ông đều trở về với chánh đạo. Và thời nay có trường hợp của anh Quỳnh Văn Chánh trong câu chuyện vừa kể qua. Còn câu bằng ai biết họ không chánh mà vẫn tín ngưỡng thì Phật và thầy không thể cứu độ được là lý do hạn có trí mà vô tâm. Bởi cái biết của số người này còn trong vòng thế chớ chưa phải trí huệ, nên dù họ có hiểu được ông thầy và muốn đạo ấy không chánh, xong họ vẫn tin theo để a tùng lợi dụng tiền bạc hoặc nhờ ông ấy ban cho bùa phép hay tước quyền chi đó. Vì thế Phật thầy không thể cứu họ được. Sở dĩ thầy nói với ông lão câu sau này sẽ có nhiều người tin giỏi hơn câu nữa không hà, là vì ngài đã đón biết lúc ngài xa vắng sẽ có số người bị lầm theo tà đạo. Để tránh tai hại nói trên, đức thầy nhắc nhở người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí thì hay dễ bị lừa gạt. Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá, nên trí và tâm người học đạo cần tìm cách làm cho nó được phát triển cả, để tâm làm chủ trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc. Tiếp theo đến mẫu chuyện 32, câu chuyện thiên cơ. Ông Lâm Thơ Cưu, người làng Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, An Giang, gia đình khá giả, thân tộc rân rác, có danh tiếng trong vùng. Sau khi thọ giáo với đức thầy, ông chủ phế hết quyền lợi, thường tới lui tổ đình Hòa Hảo để nghe pháp. Khoảng thời gian đức thầy bị người pháp dời đi Châu Đốc, Sa Đéc, Cần Thơ, nhà thương Chợ Quán, Bạc Liêu, Sài Gòn, ông chủ Cưu đều theo sát bên ngài. Đến đầu xuân năm Tất Dậu 1945, người pháp theo dõi ruồng bắt những tín đồ có trách nhiệm trong đạo ở các địa phương, cho nên các vị ấy cũng như ông chủ Cưu
đều lên ở chung với Đức Thầy tại văn phòng Sài Gòn. Sáng hôm nọ, mọi người đều ở tầng dưới, chỉ mình Đức Thầy và ông Cưu ở trên lầu. Trong câu chuyện vui vẻ, ông Cưu nói: "Rồi đây tôi sẽ kiện Đức Thầy cho mà coi." Đức Thầy liền cười và hỏi: "Tại sao ông chủ kiện tôi?" "Tôi vì nghe lời Thầy mà gia đình sự nghiệp đều bỏ hết, tới chức cai tổng mới đây cũng bỏ luôn, không ra tranh cử. Ông chủ kiện tôi với đợt cu hay đợt cách gì đây? Và kiện bởi lý do gì mới được chứ?" "Tôi kiện Thầy lên tới Ngọc Hoàng, vì Thầy nói: đến thân dầu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng qua. Và đến năm thân dầu tay đầy sấm gia, mà tới bây giờ chưa có gì hết." Nói tới đây, bỗng có ông Hào Phỉ dưới lầu đi lên. Đức Thầy nhìn sang ông Phỉ, vừa cười vừa nói: "Hương Hào nghĩ coi, tôi mở đạo để khuyên người ta tu hành, mà có người đòi kiện tôi đây nè." Ông Phỉ lành trí thưa: "Tôi nghe Thầy thường nói, tu không tu cũng không mời thỉnh, chứ Thầy đâu có rủ ren hay nài ép một ai mà người ta đòi kiện. Vậy mà ai đòi kiện Đức Thầy đó?" Đức Thầy liền nhìn qua ông chủ, vừa cười vừa nói: "Thì có ông chủ đây chứ ai." Đoạn Ngài thuật lại chuyện nãy giờ cho ông Phỉ nghe, rồi Ngài nói qua chuyện khác. Ít hôm sau, mọi việc đang bình thường, bỗng có tiếng kèn báo động khắp đô thành Sài Gòn. Mọi người đều xuống hầm núp, Đức Thầy cũng xuống theo. Ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi: mấy lần trước kèn báo động thế nào, Đức Thầy cũng không xuống hầm núp, sao hôm nay Thầy lại xuống với mình? Qua mấy phút im lặng, bỗng một tiếng súng đại bác nổ thật lớn, rồi cứ liên tiếp nổ rền rĩ khắp nơi. Mà mỗi lần tiếng nổ vừa dứt, thì Đức Thầy kêu ông chủ Cưu hỏi: "Có không ông chủ?" Và hỏi luôn ba lần. Lúc ấy ông chủ Cưu vừa run sợ và vừa tủi thẹn cho lời đòi kiện Đức Thầy của mình hôm trước thật quá thất lễ, ông liền gian xin Đức Thầy với giọng nói run run: "Thầy ơi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi Thầy." Thuật theo lời ông Tư Hi lời bà. Đọc chuyện trên, thấy có những điểm chúng ta cần lưu ý. Một, vì ý lại bà con nên trong lúc trò chuyện với Đức Thầy, ông chủ thốt ra những lời như thiếu e dè kính nể. Hai, vì quá chú trọng về thời cuộc, ông chủ chưa rõ niềm tin nơi Đức Thầy. Mối hoài nghi ấy khiến cho lòng ông do dự. Nhớ lại mình đã bỏ nhiều cơ hội tốt cho gia đình và sự nghiệp, nên mới có những lời nghe như thống trách và tiếc uổng. Đức Thầy rất biết rõ tâm niệm của tín đồ, song vì thiên cơ bất khả lộ, tuy nhiên Ngài hé mở đôi chút cho mọi người tự tìm hiểu. Cho nên trước lời thống trách của ông chủ, Ngài chỉ nói nửa đùa nửa thật vậy thôi. Ba, bởi biết trước mọi việc sắp xảy ra, nên khi kèn báo động, Đức Thầy liền theo mọi người xuống hầm núp, mà từ trước tới giờ Ngài chưa bao giờ xuống. Ấy là Ngài biết đúng lúc cần phải giác tỉnh ông chủ. Riêng về ông chủ, khi tiếng súng nổ vang và liên tiếp khiến ông khiếp sợ, nhưng lúc nghe Đức Thầy hỏi có không ông chủ, thì ông rất ăn năn cho lời nói và ý nghĩ của mình vừa qua. Tiếp theo đến một chuyện 33, Đức là đạo cả. Ông cai tổng Nguyễn Trung Chánh ở xã Bình Phước Xuân, Cù Lao Giang, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, An Giang. Ông là một nho học và giàu sang nhất trong vùng. Tuy theo nho giáo, nhưng ông rất sùng kính đạo Phật. Từ lâu, ông Chánh đã nghe tiếng Đức Quỳnh Giáo Chủ khai đạo độ dân tại xã Hòa Hảo. Lòng rất ngưỡng mộ, song chưa có dịp nào diện kiến. Hôm nọ khoảng tháng 6 năm Mậu Dậu 1945, được tin Đức Giáo Chủ đi khuyến nông về đến Long Xuyên, ông mừng rỡ liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt
xem đi xem lại kỹ lưỡng, rồi đến Long Xuyên chờ đón trước. Giờ may mắn đã đến, ông chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy, lòng không ngớt thán phục. Ông theo Đức Thầy về đến chỗ nghỉ. Xong vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự nên phải đợi đến lúc Đức Thầy dùng cơm, ông chánh mới đưa được bài thi hỏi ngài. Mặc dầu đang dùng bữa nhưng Đức Thầy cũng vui vẻ tiếp lấy và đưa lên xem. Xem xong, ngài lập tức đáp lại bài thơ bằng cách ứng khẩu, ngâm lên cho một tín đồ chép, rồi ngài tiếp tục dùng cơm như thường. Đây là bài thi của ông Cai Tổng Chánh. Dư đạo từ lâu kinh nhẹm lòng nhân ấy mới mong đức là